Chào các em, đây là anh Tài đây. Mình hiện đang phát thanh từ quận Mộc á, gần cái nhà hát thành phố Sài Gòn. Okay. Trong cái video đó, anh muốn mà chia sẻ với các em mấy cái câu hỏi mà tụi em có mà vụ cái hội nghị mà đầu tư mà tiền mã quá anh sắp sửa làm ở trong Sài Gòn đó, trong quận Mộc đó. Trước nhất á, anh muốn cảm ơn mấy em đó không? Là tụi em tin tưởng anh đó, rồi xong rồi có cái niềm tin đó trong cái mà khóa học mà tụi anh sẽ chia sẻ với dạy cho tụi em đó, trong cái hội nghị đầu tư mà tiền mã hóa này lần thứ ba mà tụi anh làm, xong rồi đây là lần đầu tiên mà tụi anh làm trong tiếng Việt đó ở Việt Nam để giúp mà mấy người mà muốn học mà cái mua bán mà tiền mã hóa. Ok, thì là cúp mà tụi em coi cái video này đó, thì là tụi anh sẽ có mà nhiều đứa mà học sinh nó đã đăng ký rồi đó, nó đã cúp mà thì bây giờ nó hết 90 mấy ngàn đô la đã đăng ký rồi đó, xong rồi cúp mà tụi em xem được cái video anh đó là nó sẽ hơn 100 ngàn đô la đã mà đăng ký vào mà cái hội nghị đầu tư tiền mã hóa của tụi anh. Ok, thì trong cái hội nghị này đó, anh sẽ chia sẻ với tụi em từ A tới Z hết trơn nguyên cái hệ thống mà tụi anh sẽ đã sử dụng để làm lại mà thay đổi cuộc đời của tụi anh với mấy đứa học sinh của tụi anh trong cái thị trường tiền mã hóa. Thì là trong cái video này đó, anh muốn chia sẻ với tụi em mấy cái vấn đề để tụi em sẵn sàng đó, để cái 4 ngày mà tụi em lại trong cái hội nghị này đó, tụi em sẽ cái tinh thần của tụi em như vậy, tụi em mà sẵn sàng để học hỏi cho nó nhiều nhất, rõ ràng nhất, như vậy nó xứng đáng cái thời gian của tụi em, như là xứng đáng cái đồng tiền mà tụi em đã đầu tư vô trong cái phe của tụi anh để chia sẻ cái kinh nghiệm của tụi anh cho tụi em. Cái đầu tiên mà anh muốn nói đó là vụ khách sạn. Okay. Có nhiều đứa ở trên miền Bắc đó, ở trên Hà Nội rồi đó, xuống dưới Sài Gòn để học hỏi tụi anh đó, để mà đã đăng ký cái hội nghị đầu tư tiền mã hóa của tụi anh đó, và xong xuống Sài Gòn để học đó. Thì đó là rồi xong có mấy đứa ở dưới Vũng Tàu với mấy thành phố khác nó vô Sài Gòn đó. Thì cái đầu tiên mà em muốn chia sẻ với tụi em đó là tụi em mà vô Sài Gòn ở với bà con được đó, thì cái đó thì cũng tốt. Mà anh tốt hơn là anh khuyên là tụi em chú ý vô 100% vô cái hội nghị đầu tư tiền mã hóa này để lấy được cái giá trị cao nhất cho cái bản thân của tụi em với là trong cái trải nghiệm này, với trong cái hội nghị này. Thì anh khuyên rằng là tụi em mà có cơ hội để mà thuê được cái khách sạn đó, thì là anh khuyên tụi em nên thuê cái khách sạn đó để chú ý vô, để lo học hỏi đừng cho gia đình hay bà con, anh em hay bạn bè đó nó làm phiền phức mình, như là làm bối rối cái đầu óc mình. Nhất là tụi em mà từ Hà Nội lên xuống đây học, hay là từ Hải Phòng, hay là từ Đà Nẵng, hay là từ mà Vũng Tàu đó lên Sài Gòn học, đúng không? Thì anh khuyên là tụi em nên chú ý vô 100% vô cái hội nghị đầu tư tiền mã hóa này để học hỏi, chứ đừng có chú ý vô cái vấn đề gì nữa hết trơn. Okay. Thì tụi em xuống dưới Sài Gòn thì cái khách sạn là cái khách sạn The Sheraton, nó nằm trên đường Đồng Khởi, nó nằm kế bên khách sạn Caravelle, như vậy nó kế bên cách cỡ một block từ cái nhà hát thành phố Sài Gòn. Okay. Thì lúc mà tụi em vô trong cái khách sạn đó, thì tụi em có thể thuê cái phòng trong khách sạn mà Sheraton, thì trung bình nó cũng tùy theo cái giá cả mà tụi em đặt cái phòng, đúng không? Thì nó giữa, có thể giữa 3,5 triệu, 3,7 triệu tới 4 triệu, 4,1 triệu, 4,2 triệu cho một đêm. Thì tụi em mà có làm gì được thì là cái đó là cái tốt nhất, tại vì là nó ở trong khách sạn, rồi xong rồi tụi em lên xuống nó dễ. Cái thứ hai đó là tụi em thuê cái phòng ở đằng khách sạn, ở đằng cái Caravelle, thì nó sát bên, nó hai cái khách sạn Caravelle với khách sạn mà Sài Gòn Sheraton đó, hai cái nó đụng nhau. Thì lúc mà tụi em ở trong cái Caravelle thì mình đi ra, xong cái mình đi ra sau lưng đó, cái bên vô trong cái khách sạn mà Sheraton. Ok, thì tụi anh sẽ làm cái hội nghị đó ở trên tầng thứ ba của cái Sheraton, khách sạn Sheraton đó. Nếu mà tụi em muốn cái khách sạn 5 sao á, thì anh
tụi em có thể thuê phòng ở tận cái Caravel, cái Sheraton, không thôi cái Grand Sài Gòn Palace, hết trơn mấy khách sạn này là cái nào nó cũng nằm trên mà cái đường Đồng Khởi ở quận 1, và xong rồi cái giá cả của nó đó là giữa nó giữa 2,5 triệu tới 4 triệu cho một đêm. Còn á, tụi em muốn cái khách sạn mà cái giá nó tốt hơn á, thì là tụi em có thể mà thuê mấy cái khách sạn mà nó ở trên đường Nguyễn Huệ đó, mà nó xây dựng trước khi giải phóng. Thì khách sạn nào nó trung bình, tụi em thuê cái khách sạn nào ở dưới quận 1 mà nó xây dựng hồi trước khi giải phóng đó, 75 đó, thì trung bình mấy khách sạn đó, nó tới hình như 800 ngàn tới 1 triệu, 1,1 triệu, 1,2 triệu một đêm. Còn mấy khách sạn nào mà nó xây sau giải phóng này rồi đó, thì mấy khách sạn nó hiện đại hơn đó, thì nó tới 2,5 triệu tới 4 triệu một đêm. Thì anh chia sẻ mấy cái thông tin vụ khách sạn để cho tụi em biết. Thì anh đã ở cái khách sạn Grand gì đó, Grand Sài Gòn Palace trên đường Đồng Khởi, xong anh đã ở trong cái Sheraton, anh đã ở trong cái Caravel rồi, và xong rồi anh trên đường Nguyễn Huệ đó, anh đã ở trong cái mà Sài Gòn Palace luôn rồi. Thì hết trơn mấy cái khách sạn ở quận 1 đó, trên đường Đồng Khởi, không thôi trên đường Nguyễn Huệ đó, thì nó cho anh đó, nó giống nhau hết trơn. Nó chỉ cái là mình có cần cái dịch vụ thôi à. Không, như thí dụ như em mà không có làm cái hội nghị, hay là tụi em không có tổ chức cái hội nghị, hay là cái để anh chờ chút cho nó xong cái xây cái sân tấu này. Tụi em mà không có tổ chức cái sự kiện hay là cái hội nghị đúng không, thì là tụi em không cần cái dịch vụ trong cái khách sạn 5 sao như cái Caravel hay là cái Sheraton hay là cái Grand Sài Gòn Palace. Còn tụi em chỉ muốn ở đó cho nó sang trọng hay cho nó vui vẻ hay cho nó tiện thì không sao. Còn tụi em chỉ muốn một chỗ để mình ở đó bông, thì mấy cái chỗ mà nó 800 ngàn, 900 ngàn một đêm, nó có dư sức. Và cái lý do mà anh ở trong mấy khách sạn 5 sao đó bông là không phải là anh ở đó để sĩ diện hay là gì. Cái lý do anh ở đó là tại vì cái hội nghị với cái sự kiện mà anh làm đó, thì nó trong cái khách sạn đó, bởi vì anh cần cái dịch vụ của nó để cho anh làm việc trong đó. Thì đó là lý do mấy khách sạn mà mình ở trong khách sạn 5 sao được. Còn mình không cần mấy cái dịch vụ mà kinh doanh đó, thì cái đó tùy theo tụi em mà muốn ở là không. Cái thứ hai đó, anh muốn nói là cái vấn đề vụ đậu xe. Thì tụi em lại cái khách sạn Sheraton đó, thì là xe mà xe hai bánh á, thì nó có chỗ đậu á, và xong rồi bên phe của tụi anh á, sẽ trả tiền phí đậu xe cho tụi em. Còn chiếc xe bốn bánh á, thì tụi em phải tự kiếm chỗ đậu, tại vì trong cái khách sạn nó không có chỗ để đậu xe bốn bánh. Ok, cái vấn đề thứ ba đó, anh muốn chia sẻ với tụi em dù cái hội nghị đầu tư tiền mã hóa của anh đó, là vấn đề ăn uống như vậy, mà cái snacks nó kêu bằng gì, cái ăn lặt vặt á. Ok, thì á là trong 4 ngày hội nghị đó, thì á tụi anh sẽ bao ăn bữa trưa hết trơn. Cái tụi em không cần đem đồ ăn, và xong tụi em không cần quan tâm vụ là trả tiền ăn trưa, và xong tụi em cũng không có cần quan tâm vụ đi kiếm chỗ mà nhà hàng để ăn trưa. Tại vì là tụi anh, lúc mà tụi anh làm cái hội nghị đó, tụi anh không có muốn đứa học sinh nào đó mất cái thời gian mà tụi anh nói về cái nội dung trong cái hội nghị. Tại vì tụi anh sẽ bắt đầu đúng giờ, rồi xong rồi mà dạy, xong rồi tới giờ nghỉ ăn trưa đó, là tụi anh sẽ mời tụi em, dẫn tụi em xuống đó cái tầng, hình như tầng thứ hai đó, chỗ cái phòng ăn của cái khách sạn đó, và xong rồi anh em mình đã ăn chung nhau ở trong cái khách sạn luôn. Bởi vì là tụi em đừng có mà tính toán gì làm ăn hay là làm cái gì đó trong cái bữa ăn trưa hết trơn á. Thì là mình không có nhiều thời giờ đó, bởi vì hết trơn cái thời giờ mà tụi em có ở trong cái khách sạn với trong cái hội nghị đó, là anh em mình sẽ sử dụng cái thời gian đó để cho là tụi em có cơ hội để rút hết trơn cái kinh nghiệm với mà cái hiểu biết của tụi anh đó, để đầu tư
mà làm lại thay đổi cuộc đời của mình đó trong cái thị trường tiền mã hóa. Bởi vì tụi em đừng có tính rằng đi ăn trưa chỗ nào hết, xong tụi em đừng có tính rằng là đi ngủ trưa hay là mấy vấn đề hết trơn á. Tụi em sẽ ở trong khách sạn đó hết 4 ngày chung với anh và xong rồi mà học hỏi. Ok. Rồi xong cái vấn đề mà cà phê với ăn lặt vặt đó thì tụi em không có quan tâm giữ mấy cái vấn đề đó hết trơn. Tại tụi em đã bao hết trong cái mà phí mà đăng ký của cái mà hội nghị rồi. Bởi của mà tụi em lại đó tiền ăn lặt vặt xong rồi tiền cà phê xong rồi đó tụi em sẽ bao hết trong cái phòng hội nghị luôn. Bởi tụi em đừng có quan tâm giữ vấn đề đó. Cái thứ tư đó là anh muốn nói ví dụ là mấy cái máy tính với mấy cái điện thoại. Ok. Thì á cũng mà tụi em lại cái hội nghị đó, một cái vấn đề mà tụi anh rất là quan tâm đó là cái bảo mật với lại cái sự an ninh của mà tụi em. Một á tụi em không có không có cần đem theo ví lạnh, đem theo mấy vấn đề đó. Như tụi em có cái trở ngại gì đó mà nó tụi em không muốn hỏi người khác, xong rồi muốn chia sẻ với người khác đó, xong rồi tụi em chỉ có hỏi anh với thằng Leon được đó, xong rồi tụi em tin tưởng anh đó, thì mình anh có thể mà trả lời cho tụi em đó, riêng tư, đúng không? Ngoài ra đó máy tính đó, cầm tay đó, thì tụi em muốn là tụi em sẽ bao sách vở hết trơn cho cái hội nghị để tụi em ghi xuống hết trơn mấy vấn đề mà tụi em muốn nhớ lại, đúng không? Thì cái đó nó dễ dàng hơn. Còn tụi em mà muốn sử dụng cái máy tính cầm tay để mà ghi lại mấy cái notes hết trơn, mấy cái thông tin gì mà anh chia sẻ với tụi em đó, thì tụi em có thể đem vô. Mà tụi em đem máy tính vô trong cái phòng hội nghị đó thì á là tụi em không có nên á mà mua bán hay là giao dịch cái vấn đề vụ tiền mã hóa trong cái hội nghị đó. Rồi xong rồi đó là lâu lâu đó, cái này không phải là nó thường xảy ra, mà cúp mà tụi anh dạy bà con mà mua bán cổ phiếu bên Mỹ với mua bán mà tiền mã hóa bên Mỹ đó, thì đó, lâu lâu đó có một đứa đó nó sẽ vô đó, nó cố tình đó, nó tìm cách đó, nó tấn công bà con hay là nó hack cái máy tính của bà con đó, cúp trong cái hội nghị đó. Thì đó, trong cái sự kiện đó anh với thằng David với thằng Leon đó bông ba tụi anh đó sẽ để ý rằng bà con xài máy tính rồi làm sao. Tụi anh á mà để ý mà cái người nào mà xài máy tính mà để học hành á không, để học tụi anh á thì anh không nói gì, mà tụi anh mà thấy người nào mà xài điện thoại hay là máy tính á mà cố tình á là để tấn công cái mấy đứa học sinh của tụi anh hay là mấy máy tính của tụi anh á, thì tụi anh sẽ ngưng ngay đó, xong rồi đuổi người đó ra. Ok. Xong rồi cái người nào mà tụi anh bắt gặp làm cái chuyện đó không, là tụi anh không có trả tiền mà phí đăng ký trở lại nữa. Ok. Bởi vì là tụi em mà có người nào mà muốn vô phá đám hay là kiếm chuyện đó không, thì tụi anh làm cái này hết nhiều lần á, tụi anh sẽ trước sau cũng bắt gặp được. Ok. Bởi đừng mà đi lại để kiếm chuyện hay là phá mấy đứa học sinh của tụi anh. Cái vấn đề thứ năm mà anh muốn chia sẻ với tụi em đó là cái hội nghị nó sẽ chắc chắn là anh sẽ bắt đầu dạy mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ chiều. Ok. Mà 9 giờ đó là anh không có chờ ai hết. Ok. 9 giờ mà tụi em không có trong phòng đó. Ok. Là tụi em mắc cái nội dung đó không, thì là cái đó tụi em phải chờ tới lúc mà dậy xong coi trong cái video trở lại. Anh không có chờ được. Ok. Tại vì anh thuê cái phòng hội nghị, cái phòng sự kiện đó, thì mỗi ngày đó, anh phải làm đúng giờ đó. Xong rồi anh sắp xếp mà ăn trưa, xong rồi cà phê, xong rồi là mấy ăn lặt vặt rồi đó, nó đúng giờ hết trơn. Bởi vì tụi em vô đó là nó có giờ giấc hết trơn. Cúc mà tụi em lại đó, thì cúc mà đăng ký vô cái để kiểm soát là em đúng là cái người mà đăng ký cho hội nghị đó, thì mấy đứa nhân viên của anh đó nó sẽ đưa cho tụi em cái bảng, xong tụi em sẽ biết chính xác cái giờ giấc nó làm sao cho mỗi ngày. Ok. Anh khuyên rằng đó là tụi em nên lại sớm, thì bắt đầu mỗi ngày đó là 9 giờ phải không, là 8 giờ đó là tụi em có mặt ở trong cái mà trong cái khách sạn rồi. Ok. Xong khúc mà tụi em lại sớm đó, tụi em phải nhớ nha, anh phải dạy là mấy chục đứa bữa đó, xong rồi anh biết rằng là tụi em sẽ muốn không là vô sẽ gặp hỏi thăm anh, rồi xong rồi chụp hình với anh, xong rồi chụp hình với thằng mà Leon, xong rồi chụp hình với thằng David đồ mấy vấn đề đó, thì á là tụi em không cần á lo lắng giữ mấy cái vấn đề mà chụp hình hay là vấn đề đó. Trong cái hội nghị đó là cái mục tiêu của tụi anh đó là
là sẽ có hết trơn mấy cái dịch vụ đó. Tụi anh đã mướn người đó chụp hình, quay phim đồ hết trơn. Bởi khúc mà tụi em lại đó không, tụi anh sẽ có cái thời gian đó để cho anh em mình chụp hình chung nhau. Và xong rồi tụi anh em mình sẽ có cái thời gian để ăn uống chung nhau. Xong rồi tụi anh em mình sẽ có cái thời gian đó không, mà nói chuyện, trò chuyện đồ chung nhau. Mà tụi em phải nhớ đó là cái hội nghị đó không, là nó tụi anh phải làm đó, đúng chính xác giờ hết trơn. Xong rồi nó có nhiều cái vấn đề sau lưng đó mà tụi em không thấy được. Okay, xong rồi để tụi anh phải làm cho nó có cái chất lượng cao, cho nó chính xác, cho nó quay phim lại đó, cho nó đúng hết trơn. Bởi vì trong cái hội nghị đó, anh không có thời giờ đó để mà nói chuyện với mỗi người. Ngoài ra cái thời gian mà Phúc mình đang nghỉ dưỡng cho 15 phút đó, hay là trong cái thời gian mà mình ăn trưa, hay là sau 5 giờ đó không, thì anh mới nói chuyện được với tụi em dễ hơn. Còn tụi em bữa sáng đó, cũng mà tụi em vô sớm đó không, xong tụi em thấy anh đó chạy qua chạy lại sứ sạn để làm cái hội nghị đó không, thì anh khuyên tụi em đừng có buồn rầu hay là thất vọng cốt mà anh không có nhiều thời gian để nói chuyện với tụi em ngay lúc đó. Tại vì anh phải sẵn sàng sách vở, sách sàng thử máy tính rồi hết trơn đó để mà dạy cái hội nghị đó trong cái bữa đó. Okay, anh nói trước vậy để cho tụi em đừng nghĩ rằng là tụi em đăng ký xong rồi tới đó rồi xong cái anh quên tụi em, hay là không có để ý, hay là mấy vấn đề đó. Anh sẽ có nhiều đứa nhân viên đó, nó sẽ phụ cho tụi em hết trơn mấy cái vấn đề mà tụi em cần để mà học cái đó. Không? Thì cái trách nhiệm của anh đó là anh phải dạy cái nội dung đó không, cho nó rất là rõ ràng, cho nó chất lượng cao. Bởi vì anh phải chú ý vô cái vấn đề đó, bởi vì tụi em cũng phải mà thông cảm cho anh cái vấn đề đó. Xong cuối mà cái giờ rảnh thì anh em mình có thể nói chuyện nhau được. Ok. Cái thứ sáu đó, vấn đề thứ sáu mà anh muốn chia sẻ với tụi em đó, thì ngoài ra tụi em lại sớm đó không, tụi em đừng có tính trước đó bông, có hẹn hò gì á mà sau 5 giờ chiều. Trung bình á là tụi anh xong 5 giờ chiều, mà cái đó là trong cái lịch mà tụi anh dạy ra cái thời gian đó bông. Mà trung bình á, hồi đó giờ tụi anh làm cái mà hội nghị đó bông, lúc nào mấy đứa học sinh nó cũng hỏi nhiều câu hỏi, mà tụi anh phải ở nhiều khi đó phải ở trễ một chút để mà trả lời cho hết trơn mấy đứa mà học sinh, mấy người mà người ta đi cái hội nghị đó. Bởi vì tụi em đừng có mà bàn trước với bà con, hay hẹn hò với bà con, anh em, bạn bè gì đó, mà tụi em đi đi ăn hay đi nhậu hay đi chơi gì đó sau cái 5 giờ trong cái hội nghị đó. Anh khuyên rằng đó, là tụi em ở đó hết trơn trong cái thời gian đó, xong lo chú ý vô cái hội nghị để mà rút ra nhiều cái giá trị nhất cho cái vốn mà tụi em đã đầu tư vô trong cái hội nghị này. Ok. Thì là cái vấn đề thứ bảy đó anh muốn nói không, là cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều đó trong mỗi cái hội nghị mà tụi anh làm đó. Xong rồi anh muốn báo cho tụi em biết trước đó để cho em đừng có đau lòng khúc mà anh nói cái vấn đề này ra. Ok. Trong cái hội nghị đó, tụi anh sẽ dạy cho tụi em đó hết trơn nguyên cái hệ thống mà tụi anh dùng để làm lời mà thay đổi cuộc đời của tụi anh. Tụi anh sẽ đi từng bước từ A tới Z. Ok. Thì á, cuối mà tụi anh nói dù cái bước thứ nhất á, không, thì á là anh khuyên rằng á là tụi em á lo chú ý vô học cái bước thứ nhất, đừng có hỏi á dù cái bước thứ tư hay thứ năm hay thứ sáu. Ok. Tụi em chú ý vô á cái ngay cái thời điểm đó đó không. Ông Phật không nói trong sách Phật đó không, mình nên chú ý, xong mình nên sống trong cái hiện đại là liền bây giờ đó không, đừng có sống á trong cái mà ngày xưa, hay trong đừng có sống trong cái mà tương lai. Ok. Mình sống ngay này bông. Bởi cũng mà anh dạy dụ cái bước thứ nhất á, thì mình lo chú ý, mình hỏi câu hỏi dụ cái bước thứ nhất lúc nào cũng vậy nha. Trong cái hội nghị đó bông cũng có một đứa anh đang dạy cái bước thứ nhất, xong nó sẽ hỏi dụ cái bước thứ 10 hay là cái bước 20, thì á anh sẽ trả lời với tụi em đó bông là tới, anh sẽ không trả lời ngay lúc đó, mà anh sẽ chờ tới lúc mình tới cái bữa mà mình dạy cái bước thứ 10 hay thứ 20 đó, thì lúc đó đó anh mới nói dù cái vấn đề đó, cái nội dung đó. Thì cũng mà anh làm gì đó, anh không muốn tụi em thất vọng hay là buồn rầu á, là tại sao mà mình trả tiền cho anh Tài đó, anh dạy mình cái vấn đề này mà cúc mình hỏi đó anh không có chịu trả lời. Thì anh nói trước cho tụi em biết đó, là mình học cái vấn đề ngay lúc đó đó, thì anh sẽ trả lời ngay lúc đó. Còn tụi em hỏi gì ngoài cái đó đúng không, thì anh sẽ không trả lời. Ok. Anh sẽ chờ tới cúc tới lúc đó đó tụi anh sẽ mới trả lời cho nó. Mà nó đừng có đi xa cái nội dung đó, mà xong rồi nó tốn thời giờ, xong rồi nó hút hết thời giờ. Ok. Cái vấn đề thứ 8 đó. Ok.
mà anh muốn chia sẻ với tụi em đó, để cho tụi em có cái sự thành công trong cái hội nghị này đó, xong rồi rút được nhiều giá trị nhất đó, là anh không có khuyên á, nhiều khi á, mình lên trên thành phố như Sài Gòn đó, thì á, mình rảnh á, mình đi trước ngày hai ngày đó, thì á, bà con sẽ rảnh, xong rồi á, là tụi em sẽ nghĩ ô mình sẵn đó, dịp đó đó mình đi nhậu với bạn bè xong ở Sài Gòn nữa, mình làm mấy vấn đề đó. Anh không có khuyên á, là tụi em á, lên Sài Gòn để đi ăn chơi. Cái này đó là tụi em đầu tư tiền đó, để học hỏi á, cái hệ thống để đầu tư, để làm lời thay đổi cuộc đời của em á, trong cái thị trường tiền mã hóa. Xong anh có chỉ có 4 ngày để dạy tụi em, thì trong cái 4 ngày đó tụi em phải chú ý vào một chơi 100%, rồi xong phải chú ý vào 100% trong cái nội dung mà tụi anh sẽ chia sẻ với tụi em. Anh không có khuyên á, là mỗi đêm á, hay là trước khi cái hội nghị đó tụi em đi nhậu nhạc, đi chơi gái hay là chơi với bạn bè, hay là đi lo vụ kinh doanh đồ hay mấy vấn đề đó, tụi em lại lên Sài Gòn đó là để lo chú ý vô cái hội nghị đầu tư tiền mã hóa này, rồi xong không có suy nghĩ cái chuyện cái gì khác hết trơn á, để cho là tụi em rút ra được cái giá trị cao nhất, mà có cái xác suất thành công cao nhất trong cái mà thị trường tiền mã hóa này. Ok, thì đừng có lo ăn nhậu chơi cho lo học hành đó, xong rồi lo mà rút nhiều giá trị nhất trong cái hội nghị này. Và sau sau đó cũng mà tụi em về đó, hay là cũng sau cái hội nghị đó tụi em muốn ăn chơi nhậu nhạc gì đó bao nhiêu thì ăn chơi. Ok, rồi xong rồi tụi em mà lỡ mà có bà con ở Sài Gòn đó, phải không, anh cũng khuyên á là tụi em á không có chia sẻ rằng á là tụi em đi xuống dưới Sài Gòn để học cái hội nghị này, tại tụi em chỉ lo học thôi. Rồi xong rồi đó, sau cái hội nghị đó tụi em muốn báo cho bà con anh em biết á, rồi xong đi thăm hỏi bọn thì cái đó tính sau. Còn á, xuống đây đó là lo giữ cái hội nghị này trước đi, rồi xong rồi cái vấn đề gia đình hay là kinh doanh hay là ăn chơi nữa thì cái đó tính sau. Ok, thì á, một cái vấn đề nữa anh muốn chia sẻ với tụi em đó là rút tụi em lại cái hội nghị này đó, thì á, tụi em sẽ thấy nhiều đứa học sinh khác mà nó cũng là đăng ký luôn cái hội nghị này. Ok, thì anh muốn nhắn tụi em á là mình muốn thành công mau, mình muốn làm lời mau để thay đổi cuộc đời mình á, với mà nó ít rủi ro nhất, mà nó nhanh nhất, mà đi cái thời gian ngắn nhất đó, không là mình nên học cái người đó đã làm rồi. Thì trong cái hội nghị này đó thì á, anh sẽ có mấy đứa học sinh đó, nó nghỉ hưu rồi, nó làm lời thay đổi cuộc đời của nó nghỉ hưu rồi. Tụi em sẽ thấy gặp thằng Khoi đó, tụi em sẽ gặp thằng Trình đó, tụi em sẽ gặp nhiều đứa học sinh của anh đó mà nó đã làm lời thay đổi cuộc đời của nó, xong nó nghỉ hưu rồi, nó không có làm việc ban ngày nữa. Ok, thì cái ý tưởng đầu tiên của tụi em là sẽ nghĩ rằng là ok, thằng Khoi nó làm lời nó nghỉ hưu cút mà nó 25 tuổi, thằng Trình nó làm lời nó nghỉ hưu cút mà nó 34 tuổi, hay là thằng đứa nào cũng vậy chứ, 30 25 30, dưới 35 hết trơn à. Ok, thì á, nó rất là dễ cho tụi em á, nghĩ rằng là mình nên đi hỏi thằng Khôi hay là hỏi thằng Trình hay là hỏi mà thằng Kim hay là thằng này thằng nọ. Ok, anh không có khuyên á là tụi em xuống lại cái hội nghị này đó, đầu tư tiền mã hóa để hỏi mấy đứa học sinh của anh. Anh muốn rằng á là cứ mà tụi em lại đó, tụi em có câu hỏi gì vụ đầu tư tiền mã hóa đó, tụi em hỏi thẳng cho anh, không thể hỏi thẳng cho thằng Leon. Ok, nó sẽ có người thông dịch đó, để trả lời cho mấy câu hỏi cho tụi em. Mà anh không có khuyên rằng á là tụi em tốn thời giờ đi học mấy đứa học sinh của anh, tại vì á là mấy đứa học sinh của anh á, dù nó làm có lời, dù nó làm có nghỉ hưu sớm đi, cái người mà tụi em á bỏ tiền ra để đầu tư để học hỏi đó bông là anh với thằng Leon với thằng David, chứ không phải là mấy đứa học sinh của tụi anh. Bởi tụi em đừng có quên cái vấn đề đó. Và xong rồi trở lại đó, nhiều khi á có thể rằng á là tụi em á vô trong cái hội nghị đó tụi em á ngại, hay là tụi em bị cái tự ái hay là bị cái mặc cảm, là sợ rằng là mình không dám hỏi anh Tài nhiều quá, hay là dám hỏi mà anh thằng Leon hay là thằng David nhiều quá. Mà anh mời tụi em nhớ cái vấn đề này ha, là tụi em bỏ tiền ra đầu tư vô để học hỏi cái hội nghị của tụi anh, thì là tụi anh mà chấp nhận cái tiền của tụi em thì là dĩ nhiên là tụi em sẽ có cái gì đó, cái quyền lợi để hỏi cái câu hỏi vụ đầu tư trong tiền mã hóa mà tụi em muốn hỏi, phải không? Còn tụi anh mà không muốn trả lời thì đừng có nên chấp nhận cái tiền của tụi em. Thì tụi anh đã chấp nhận cái tiền của tụi em rồi đó, không? Thì tụi anh không có quyền nói rằng là tụi anh ngại, hay là không có muốn trả lời, hay là cái câu hỏi nó ngu quá, hay là nó dốt quá, hay là cái câu hỏi nó vô lý. Mấy cái chuyện đó, không? Nó vô lý. Tại vì anh mà
không muốn trả lời mấy câu hỏi của tụi em á, thì đừng có nên chấp nhận cái tiền của tụi em. Thì tụi em đã gửi cho anh rồi đó, thì là cái đó là trách nhiệm của anh đó, là phải trả lời mấy câu hỏi đó. Bởi vì á, tốt mà tụi em lại đó, tụi em sẵn sàng hỏi anh đó bao nhiêu câu hỏi cũng được, ok, bao nhiêu câu hỏi cũng được, anh không có ngại gì hết. Anh chỉ khuyên rằng là hai vấn đề thôi, tụi em hỏi đúng câu hỏi trong cái nội dung mà anh đang nói ngay lúc đó. Như lúc mà anh đang nói là mình lựa, dù anh đang nói vụ an ninh bảo mật đó, thì anh khuyên tụi em hỏi mấy câu hỏi vụ mình bảo vệ cái đồng tiền mình sao, bảo vệ tài sản mình sao, bảo vệ cái an ninh, cái bảo mật, cái mật khẩu đồ đó, mình lo mấy vấn đề đó. Chứ đừng có hỏi anh vụ mình chốt lời làm sao. Tới lúc mà anh nói vụ cái giai đoạn mà mình chốt lời đó, thì lúc đó đó tụi em nên hỏi anh vụ chốt lời làm sao. Đừng có hỏi anh vụ bảo mật hay là vụ an ninh hay là mấy vấn đề đó, tại vì cái đó mình đã nói rồi. Ok, thì á, anh khuyên tụi em hỏi anh, chứ đừng có hỏi mấy đứa học sinh, đừng có hỏi ai hết trơn á. Rồi xong rồi tụi em không á, cần á, là tự ái hay là sợ hãi hay là bị nhạy cảm hay là mặc cảm hay là mấy vấn đề đó. Tụi em nhớ ngay lúc mà tụi em hỏi anh đó, mà nó không phải là cái thực tế đó, tụi anh sẽ nói cho em á. Xong tụi em đừng có đau lòng, đừng có gì trơn á. Thì á, là tụi anh á, sẽ nói cái vấn đề thực tế, tụi anh không có nói cái chuyện mà tụi anh đã chưa làm. Ok, rồi xong rồi á, là một cái vấn đề nữa đó, là mấy đứa học sinh của tụi anh á, dù mấy đứa nó nghỉ hưu rồi đi, nó cũng làm á nhiều cái sai lầm nữa không, mà nó không biết, tại vì nó mới bắt đầu, ok, nó chưa đủ kinh nghiệm. Thì á, tụi em đừng nghĩ rằng á là tụi nó nghỉ hưu rồi xong cái mình học hỏi nó. Anh chỉ khuyên tụi em á, nhắn tụi em á, là tụi em lại học anh với thằng Leon với thằng David, chứ không phải là học mấy đứa học sinh của tụi anh. Bởi đừng có ngại mà hỏi tụi anh, ok, đừng có sợ hãi gì chăng á. Rồi xong trả lời đó, một vấn đề nữa, anh khuyên tụi em á, nghe cái đứa học sinh khác á, mà nó đăng ký hội nghị của tụi anh á, xong rồi nó hỏi câu hỏi tụi anh đó không, tụi em á, đừng có mà gì đó, thở nặng, thở nhẹ, xong rồi nhăn mặt, xong rồi nghĩ rằng, ủa thằng đó nó hỏi anh chi, cái chuyện nó vô lý đúng không. Thì á, tụi em nhớ cái vấn đề này ha, cái câu hỏi mà đứa học sinh khác nó hỏi trong cái hội nghị đó không, có thể rằng á, là em biết rồi, có thể rằng á, là nó vô lý cho cái đầu, trong cái đầu của em ấy, em nghĩ rằng nó vô lý. Mà em phải nhớ nha, cái đứa học sinh đó nó cũng đăng ký tiền để học trong cái hội nghị của tụi anh, bởi vì nó cũng có cái quyền ở bông mà hỏi câu hỏi mà nó không hiểu. Có thể rằng em giỏi trong máy tính, xong em hiểu cái vấn đề dự bảo mật hay là an ninh đồ mấy vấn đề đó, mà có thể rằng cái đứa học sinh kia nó không có mà giỏi dự máy tính thì nó hỏi tụi anh, thì là anh khuyên rằng là tụi em đừng có xía vô, mà cũng đừng có nói nặng nói nhẹ, hay đừng có thở nặng thở nhẹ, đừng có làm cái ảnh hưởng cái gì ở bông, mà chứng minh rằng là em khi dễ câu hỏi của người khác, của cái đứa học sinh khác, hay là tụi em không thích cái câu hỏi của nó, hay là cái đứa đó nó hỏi nhiều quá. Cái đó không phải là trách nhiệm của tụi em. Cái trách nhiệm của tụi em là lại học tụi anh, xong tụi em có câu hỏi gì đó thì tụi em hỏi, còn tụi em không có câu hỏi gì đó thì để cho mấy đứa khác đó, mà nó có câu hỏi hay là nó không có hiểu rõ đó bông, để cho nó hỏi, chứ đừng có xía vô đó xong rồi nói nặng nói nhẹ gì cái người học sinh khác, tại họ cũng bỏ tiền ra đầu tư đăng ký cái hội nghị giống như em thôi. Ok, có đứa học nhanh, có đứa học chậm, ok, bởi vậy tụi em đừng có đánh giá người nào, chân chỉ lại lo cái bản thân mình á, mình học hỏi, mình có câu hỏi mình hỏi, còn không có thôi. Ok, cái vấn đề thứ 10 đi, là anh khuyên tụi em á, là đừng có đem bà con, đừng có đem bạn bè, đừng có đem á, mà vợ con hay gia đình á, theo cơ mà lên Sài Gòn để đi cái hội nghị này. Cái hội nghị này á, là nó cho cái bản thân của em á, đừng có làm cái vấn đề gì á, lôi theo á, bà con anh em, vợ chồng con cái rồi á, mà nó làm cho mình á, là bối rối cái đầu óc đó, xong mình không có thể chú ý vô trong cái 4 ngày này với anh Tài với mà anh Leon với mà anh David được. Ok, bởi tụi em á, nên á, là chú ý vào vấn đề đó. Trừ khi á, anh cũng có mà một cặp đó nó đăng ký học, một đứa ở Phan Thiết đó, với một đứa ở Singapore đó, nó đăng ký cùng nhau, xong rồi nó học cái chương trình của tụi anh đó, xong rồi nó làm theo tụi anh dạy đó, xong rồi nó làm lời đó, xong rồi nghỉ hưu, xong rồi tụi nó gặp nhau đó, xong tụi nó mà thương mến nhau, xong rồi cưới nhau, xong có con nữa bông. Thì ngoài ra mấy đứa như vậy đó bông thì không sao, tụi nó sẽ lại học anh đó bông. Còn á, tụi em mà có vợ con mà nó không có chịu học hay là không muốn học đó bông, thì để nó ở nhà, xong tụi em lo cái bản thân của tụi em trước. Ok, để coi còn ghi gì nữa. À,
Em cần ăn tối. Cái vấn đề ăn tối đó thì cái hội nghị của tụi anh đó nó sau 5 giờ đó, thì đó là tụi anh sẽ cố gắng mọi ngày đó xong đúng giờ để cho tụi em đi ăn uống đồ này nọ, ok. Thì cái ăn chiều đó thì tụi anh không có bao tại cái đó ở ngoài cái hội nghị, ok. Thì tụi anh chỉ bao là bữa ăn trưa với cà phê với ăn lặt vặt ở trong cái hội nghị. Còn sau 5 giờ đó thì cái đó tụi em có quyền đi ra cái khách sạn xong đi kiếm chỗ nào ăn đó ăn, ok. Cái đó là tụi em phải tự trả cái đó riêng. Còn cái tiền ăn trưa với tiền cà phê với tiền ăn lặt vặt đó trong cái hội nghị đó, trong phòng hội nghị đó, thì tụi anh đã bao cái vấn đề đó rồi, ok. Cái vấn đề an ninh, ok, với bảo mật trong cái hội nghị đó, có đứa nào á mà nó hỏi tụi em á là cho nó xem cái ví lạnh của tụi em, hay là xem cái điện thoại của tụi em, hay xem cái máy tính của tụi em đó bông, thì tụi em không có nên để cho người khác xem mấy cái vấn đề đó. Tụi em có bị trở ngại cái vấn đề gì thì hỏi anh với thằng Leon hay là thằng David, ok. Tụi em đừng có nên hỏi mấy đứa học sinh khác, tại vì tụi anh không có bảo đảm rằng là cái mấy đứa học sinh khác đó nó thiệt tình đó muốn giúp tụi em. Mình không biết rằng là khúc mà tụi em mà chia sẻ cái bí lạnh hay là mấy cái vấn đề đó với mấy đứa khác đó không, có thể nó tấn công tụi em hay là nó cố tình nó lừa gạt tụi em á. Mình không biết được. Tụi em đừng có nghĩ rằng là ai cũng lại học cái hội nghị của tụi anh đó không, là cái người đó tốt bụng hay tốt lòng, cái đó mình không biết được. Cái đó là chỉ có người lạ mình gặp nhau, sau khúc mà tụi em gặp nhau đó, nói chuyện nhau xong quen biết nhau đó, thì có thể đó là mình đi cái bước tới, mà cuối mà tụi em lại cái hội nghị đó, cái gì liên hệ tới cái mà tiền mã hóa, an ninh, cái bảo mật, cái mật khẩu, hết trơn mấy vấn đề đó không, là tụi em có câu hỏi gì đó thì hỏi thẳng cho anh với thằng David với thằng Leon, chứ đừng có hỏi mấy đứa học sinh khác, tại vì là tụi em không có biết là họ là ai, ok. Một cái nữa là dụ cái này là cho cái vấn đề mà an ninh với bảo mật, ok. Thì á, mấy đứa mà nó là nhân viên của anh đó, cũng mà tụi em lại cái hội nghị đầu tư tiền mã hóa đó, nó rất là rõ ràng, tụi anh sẽ làm rất là rõ ràng mấy đứa mà nó làm cho anh, ok. Với mấy đứa đối tác của anh, cái đứa nào mà tụi em không có rõ ràng biết đó, là nó là nhân viên của anh hay là nó làm cho anh đó không, thì á, tụi em á, nên hỏi cho anh biết. Và xong phút mà mình trước khi tụi anh bắt đầu cái hội nghị đó, anh sẽ báo cho mọi người biết là ai là nhân viên của anh, xong ai làm cho anh, và xong rồi là ai không là học sinh giống như tụi em. Bởi tụi em cẩn thận đừng có mà nghe người nào nói rằng họ là nhân viên của anh đó, và xong rồi tụi em là tin tưởng họ đó không, thì mình cẩn thận là cái gì mà không có biết rõ ràng đó không, là hỏi anh với thằng David với thằng Leon, ok. Cái vấn đề nữa là ai mà kêu em mà gửi tiền đó không, trong cái hội nghị đó không, cái đó là không đúng. Tại vì tụi em đã gửi tiền vô cái ví của anh rồi đó, để đăng ký cho cái hội nghị rồi. Tụi em tới hội nghị đó, không có ai nên hỏi tụi em trả tiền thêm cho tiền ăn, tiền uống, tiền gì hết trơn á. Mà cũng mà tụi em lại cái hội nghị đó bông, là không có ai nên hỏi em gửi tiền hay là trả tiền gì hết á. Cái hội nghị đó, cũng mà tụi em đăng ký xong rồi đó bông, là nó bao gồm hết trơn rồi. Tụi em không cần quan tâm cái vấn đề gì hết. Chỉ có là tụi em thuê phòng ngủ ở đó thì tụi em cái đó tự trả. Còn ngoài ra cái phòng ngủ của khách sạn đó bông, là hết trơn mấy cái dịch vụ, hết trơn mấy cái vấn đề mà tụi em cần để trong cái mà hội nghị đó, là tụi anh đã bao hết trơn rồi. Cúc mà tụi em lại hội nghị đó, là tụi anh sẽ phát sách vở ra cho mọi người, ok. Rồi xong rồi đó, có ai mà hỏi là chạc phí cho em cho sách vở rồi đó không, là có đó tụi em cũng không có nên trả nữa, tại vì là cái phí đó nó đã tính vô trong cái mà phí đăng ký hội nghị đầu tư tiền mã hóa rồi, mình không cần trả thêm nữa. Anh đã bao gồm hết chân đó, để cho coi cúc mà tụi em lại cái hội nghị đó, nó rất là đơn giản, mình không cần suy nghĩ cái gì hết, ok. Anh đã làm cái này hết bên Mỹ đó, anh đã làm hết mấy trăm lần rồi, ok. Đây là lần thứ 3 tụi anh dạy cái hội nghị đầu tư tiền mã hóa, mà trước khi đó là mỗi tháng đó anh dạy ít nhất cũng hai cái anh làm hai cái hội nghị mà nó dạy cho bà con đầu tư trong cổ phiếu bên Mỹ rồi, bởi anh có nhiều kinh nghiệm, bên phe của tụi anh có nhiều kinh nghiệm làm cái vấn đề này. Cái này không phải là lần đầu tiên mà tụi anh làm cái vấn đề này, thì á anh làm cái video này đó để cho tụi em
hiểu rõ đó không? Và xong rồi có câu hỏi gì đó thì cho anh biết. Với lại một cái vấn đề nữa, lúc mà tụi em đăng ký xong rồi đó, xong rồi tụi em gửi mà email cho anh đó, thì anh sẽ bỏ mà tên tuổi của tụi em đó trong cái nhóm riêng tư đó, để cho anh update, chia sẻ thông tin vụ cái hội nghị đầu tư tiền mã hóa đó. Lúc mà tụi em vô trọng đó không, anh mời tụi em á, và có câu hỏi gì vụ cái hội nghị đó thì nhắn vô trọng. Còn ngoài á, đừng có ghi cái gì trọng hết trơn, tại anh rất là bận rộn đó không, sao anh không có trả lời hết mấy cái comment, sao anh cũng không muốn đọc nữa. Có câu hỏi gì vụ hội nghị thì ghi vô, còn không có không, đừng có ghi vô trọng, đừng có ghi vô ok hay là thumbs up, hay là đừng ghi gì nhỏ hết trơn. Có câu hỏi á thì ghi vô, còn không có câu hỏi thôi. Thì á, cảm ơn tụi em ha. Xong có gì đó anh em mình sẽ gặp lại sau trong cái hội nghị đầu tư tiền mã hóa ở Sài Gòn.